Trong lớp diễn viên trẻ Hàn Quốc hiện nay, Koo Do-hwan là gương mặt chiếm nhiều ưu thế và gây không ít ấn tượng mạnh với khán giả nhờ những vai diễn độc đáo của màn ảnh Hàn trong 2 năm gần đây. Từ Xiaomi năm 2017 đến My Country năm 2019, anh cho thấy bước trưởng thành nhanh chóng và chuyên nghiệp trong phong cách diễn xuất. Sở hữu vẻ đẹp lạ, năng lực diễn xuất tốt, cùng khả năng diễn xuất bằng mắt đặc biệt linh hoạt, Koo Do-hwan có đầy đủ tiềm năng và lý do bước lên hàng ngũ những nam thần hàng đầu trong tương lai. Quái vật màn ảnh nhỏ nổi bật giữa dàn diễn viên mới xứ Hàn. Koo Do-hwan sinh năm 1992, nam diễn viên được mệnh danh là quái vật màn ảnh nhỏ xứ Hàn. Bởi vài năm vào nghề, cậu không ngừng khẳng định tài năng của mình thông qua nhiều thể loại phim. Ngoài diễn xuất được kỳ vọng nhiều trong tương lai, Koo Do-hwan còn được khen ngợi là có nét đẹp lạ rất thu hút. Koo Do-hwan tốt nghiệp chính quy từ chuyên ngành diễn xuất và phim ảnh của Đại học Tangkuk. Koo Do-hwan là gương mặt nổi danh trong loạt phim điện ảnh xứ Hàn, bước chân vào diễn xuất năm 2011 với những vai diễn phụ không mấy khởi sắc trong You Are Here, You're Really Here năm 2011, Shutter Flower Boy Band 2012 và sau đó anh dường như biến mất khỏi làng giải trí. Đến năm 2016, Koo Do-hwan mới xuất hiện trở lại và dần tạo ra những dấu ấn tên tuổi cho mình. Tuy bị gián đoạn và có hơi trễ hơn những đồng nghiệp khác, thế nhưng đó không phải hoàn toàn là bất lợi khiến anh khó tỏa sáng mà ngược lại. Với năng khiếu và máu nghệ thuật bẩm sinh, Koo Do-hwan đã từng bước chinh phục khán giả khó tính. Sở hữu nền tảng vững chắc, nam diễn viên lập tức gây ấn tượng với vai diễn nhỏ trong phim điện ảnh Master Ông Trùm năm 2016. Trong phim, Koo Do-hwan vào vai một anh chàng với chiếc mũ bóng chày đội ngược, thậm chí còn không được ghi chú tên gọi. Một nhân vật phụ như thế lại giúp anh được đề cử diễn viên mới xuất sắc tại giải thưởng Best sang danh giá. Đủ thấy nam diễn viên trẻ thực sự có năng lực triển vọng. Cũng trong năm nay, Koo Do-hwan góp mặt trong một dự án điện ảnh và hai phim truyền hình khác nhưng không được nhắc nhớ nhiều. Koo Do-hwan sở hữu gương mặt góc cạnh, đường nét nam tính, đôi mắt một mí cùng khí chất lạnh lùng hiện hữu trong hình tượng bad boy chính hiệu. Bên cạnh đó, anh vẫn giữ được nét ngây ngô phù hợp với những vai học sinh cá biệt. Trong khi ngày nay nhiều người ưa chuộng vẻ đẹp lịch thiệp thì ở Koo Do-hwan lại mang đến vẻ đẹp lạ, ương ngạnh, ngang tàng. Chính lẽ đó lại giúp anh trở thành làn gió mới trên màn ảnh nhỏ 2017. Khoảng một năm sau Master, Koo Do-hwan có bước chuyển biến quan trọng trong sự nghiệp nhờ vai diễn cậu học sinh Suk Dong-chu trong Shami, Lời Cầu Cứu, xoay quanh câu chuyện nhóm bạn 4 người cố gắng cứu một người bạn cũ khác khỏi nanh vuốt của một giáo hội bất chính. Nhân vật Dong-chun của Koo Do-hwan đã lớn lên với một tuổi thơ thiếu thốn và còn từng bị án tù 3 năm nên có xu hướng nổi loạn. Tuy nhiên về bản chất, anh vẫn là người hướng thiện. Vai nam sinh tính cách phức tạp trong Shami đã gây ấn tượng mạnh thời điểm phim phát sóng, chính là bước ngoặt trong sự nghiệp của nam diễn viên. Koo Do-hwan thậm chí còn được nhận xét ấn tượng hơn cả nam chính của phim. Koo Do-hwan thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả, đồng thời giúp anh được đề cử diễn viên mới xuất sắc ở hạng mục truyền hình tại Best Sang năm đó. Cách chọn kịch bản của Koo Do-hwan cũng khá khác người. Thay vì chọn những bộ phim, những vai diễn có vẻ nhẹ nhàng, lãng mạn, thì một người chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất như anh lại có những quyết định táo bạo khi chọn những vai ngông cuồng, nổi loạn, hóc búa, gai góc có chiều sâu. Koo Do-hwan tiếp tục ghi dấu khi hợp tác với tiền bối Joo Hee-tae trong Mad Dog, Chó Điên. Một phim đề tài điều tra những vụ án liên quan đến bảo hiểm, Koo Do-hwan khiến khán giả đi từ ngạc nhiên đến thích thú với màn hóa thân thành nhân vật Kim Min-jun, một cựu lừa đảo siêu hạng, vô cùng thông minh, vô cùng xảo trá mà cũng không kém phần hài hước. Tương tác của anh cùng nữ diễn viên Ryu Ho-kwon cũng khiến không ít khán giả đẩy thuyền nhiệt liệt. Cùng với vai diễn này, năng lực diễn xuất linh hoạt của nam diễn viên được công nhận với các đề cử khác nhau ở nhiều giải thưởng và vẻ đẹp lạ của anh đồng thời cũng lọt vào mắt xanh của nhiều khán giả truyền hình. Koo Do-hwan có vai chính đầu tiên với The Great Seducer, trò chơi tình yêu vào năm 2018. Anh đảm nhận vai Kwon Si-hyun, người thừa kế một tập đoàn giàu có, kẻ đã trót đâm đầu vào một trò cược ái tình có phần điên rồ dẫn đến nhiều hệ lụy về sau. The Great Seducer không phải là một tác phẩm thành công và ghi nhận thành tích bết bát do kịch bản quá ý ẻ cùng diễn xuất, cách xây dựng hình tượng các nhân vật chính có vấn đề. Tuy nhiên về phương diện cá nhân, Koo Do-hwan cũng hút thêm được không ít người hâm mộ từ tác phẩm này nhờ hình tượng điển trai giàu có lại quyến rũ khác hẳn với các vai diễn trước. Ghi dấu ấn ở cả hai địa hạt phim ảnh. Sau khoảng 2 năm chuyên tâm phát triển ở mảng truyền hình, Koo Do-hwan mới trở lại màn ảnh rộng vào mùa hè năm 2019 với The TV Story, Sứ giả của Chúa, hợp tác cùng đàn anh Park Seo-joon. Chuyện phim xoay quanh công cuộc hợp tác của một mục sư và võ sĩ MMA nhằm tiêu diệt các thế lực quỷ dữ chiếm ngụ và điều khiển những người vô tội. Màn tái xuất này là quyết định đúng đắn bởi vai phản diện Jishin của Koo Do-hwan là một trong những điểm sáng đáng quan tâm nhất của tác phẩm. Nam diễn viên đã tận dụng triệt để ánh mắt sắc và nụ cười đa sắc thái của mình để tạo nên một nhân vật phản diện là tay sai của quỷ dữ với cái nhìn gây ám ảnh khán giả. Sau một mùa phim tương đối ấn tượng, Koo Do-hwan sẽ có cơ hội chinh phục khán giả nhiều hơn với màn góp mặt trong hai dự án lớn ở cả điện ảnh lẫn truyền hình trong thời gian tới. Tháng 11 này, nam diễn viên lại tái xuất màn ảnh rộng với The Devil Move, God Move, Nước Cơ Sinh Tử, Bước Đi Của Ác Ma.
dự án phim khai thác những cuộc đấu trí căng thẳng bên bàn cờ vây với sự góp mặt của những ngôi sao gạo cội như Kang-won Sang-woo, Kim Hee-won. Tuy chỉ đảm nhận vai phụ, nhưng theo ảnh và giới thiệu được tung ra, thì nhân vật Loner của Woo Do-hwan hứa hẹn sẽ là một nhân tố độc đáo của cả phần phim. Năm 2020, Woo Do-hwan càng được nhiều người chú ý hơn sau khi tham gia vào phim Quân Vương Bất Diệt, đóng cùng tài tử Lee Min-ho và Kim Go-eun. Ngay khi tung teaser, Quân Vương Bất Diệt đã khiến khán giả tò mò về chuyện tình của Hoàng đế Lee Gon, Lee Min-ho và thám tử Jung Tae-un, Kim Go-eun khi hé lộ phân đoạn tình cảm. Diễn xuất ăn ý của cặp đôi Lee Min-ho, Kim Go-eun cũng hứa hẹn một chuyện tình lãng mạn. Quân Vương Bất Diệt là bộ phim có nội dung mới lạ nhưng cũng chứa đựng những tình tiết hấp dẫn. Trong phim, Woo Do-hwan đảm nhận hai vai diễn, một là cảnh sát thực tập nhát gan, hài hước, đối lập với cận vệ hoàng cung lạnh lùng với biệt danh Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm. Dù chỉ đảm nhận vai phụ, anh được khen diễn xuất ổn định, thậm chí tốt hơn cả Lee Min-ho. Sau khi được chú ý trong Quân Vương Bất Diệt, anh được nhiều đạo diễn chú ý. Sự nghiệp đang trên đà phát triển thì Woo Do-hwan bị đào lại quá khứ, từng đóng phim 19 cộng khiến ai nấy cũng bất ngờ. Trước những dị nghị, quản lý của nam diễn viên đã lên tiếng giải thích rằng đó là bộ phim trong những ngày đầu của Woo Do-hwan bước chân vào lĩnh vực diễn xuất. Cậu ấy nhận lời vì đam mê diễn xuất và tìm thấy được cơ hội trau dồi kinh nghiệm. Dù là vậy, nhưng sự việc cũng không ảnh hưởng nhiều đối với Woo Do-hwan. Cậu được nhiều người cảm thông và lại có thêm sức mạnh để tiếp tục hướng về phía trước. Lên đường nhập ngũ vào tháng 7 năm 2020. Vào tháng 7 năm 2020, Woo Do-hwan chính thức lên đường nhập ngũ. Trước khi đi, anh còn viết thư để lại cho người hâm mộ của mình. Nội dung bức thư như sau. Các bạn có thể ngạc nhiên trước tin tức bất ngờ này. Tôi viết bức thư này vì muốn đích thân được thông báo thông tin với người hâm mộ của mình trước tiên. Tôi sẽ nhập ngũ vào ngày 6 tháng 7. Tôi cảm thấy có lỗi khi không thể trực tiếp gặp và nói lời tạm biệt các bạn. Tôi rất hạnh phúc khi thực hiện được những dự án mà được các bạn yêu thương. Cảm ơn các bạn đã dõi theo và yêu mến tôi trong những năm tháng qua. Nhờ đó, tôi đã trải qua những năm tháng tuổi 20 rất hạnh phúc. Tôi hy vọng các bạn sẽ khỏe mạnh và hạnh phúc trong thời điểm dịch bệnh này. Tôi sẽ trở lại thật khỏe mạnh và làm việc chăm chỉ. Tôi yêu các bạn rất nhiều và không có gì có thể diễn tả lòng biết ơn của tôi dành cho các bạn bằng lời. Woo Do-hwan viết. Trước chia sẻ của người đồng nghiệp, Kim Go-eun đã để lại bình luận có nội dung trở về an toàn nhé, kèm một biểu tượng cảm xúc đang khóc. Ngay sau đó, công ty quản lý KS cũng công bố thông báo về việc nhập ngũ của Woo Do-hwan. Địa điểm và thời gian nhập ngũ được giữ bí mật để đảm bảo tính bảo mật và không gây ra bất cứ hoạt động tụ tập nào không cần thiết trong thời kỳ dịch bệnh COVID-19 vẫn chưa hoàn toàn được kiểm soát. Woo Do-hwan sẽ nhập ngũ vào ngày 6 tháng 7 năm 2020. Vì lý do an toàn và sức khỏe, địa điểm và thời gian nhập ngũ của anh ấy sẽ không được tiết lộ. Anh ấy sẽ nhập ngũ mà không có bất cứ sự kiện giao lưu nào với người hâm mộ. Mong rằng mọi người có thể hỗ trợ anh ấy hoàn thành nghĩa vụ quân sự của mình một cách an toàn, đại diện công ty cho hay.